Chào tất cả quý vị anh chị và các bạn nhé. Thì đây cái mẫu mẹt E240 sản xuất năm 2003 đây anh chị nhé. Thì hôm qua vừa về đấy ạ. Hôm nay em bây giờ mới có cái thời gian để lên video. Thì đây mẫu mẹt E240 sản xuất năm 2003, động cơ V6 2.5 anh chị nhé. Số tự động. Cái mẫu mẹt E240 thì không còn lạ lẫm gì với anh em rồi. Đấy, một cái mẫu xe rất là sang trọng luôn. Rất là đẹp anh chị nhé. Tên tư nhân biển Hà Nội này, mua chính chủ này. Xe trang bị cảm biến tiến, cảm biến lùi đầy đủ hết rồi, trang bị phanh ABS chống bó cứng này, túi khí an toàn quanh xe đấy, na răng đúc này, phanh đĩa bốn bánh luôn anh chị nhé. Xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương kính chỉnh điện, cụp xòe đầy đủ hết, những tính năng mà đồ điện trong xe vẫn còn hoạt động bình thường hết nhé, kể cả là rửa đèn anh chị nhé. Thì mẫu xe này đây, cam kết với anh chị là máy zin này, số zin hoàn toàn không tai nạn đâm vai cả, máy số zin nguyên anh chị nhé. Máy sạch bong luôn, không một hạt bụi mà không một giọt dầu gì ra. Đấy, đèn pha, đèn trước là tất cả nguyên bản theo xe này, các bác nhìn nhá. Bi xe lông này. Đấy, nguyên bản theo xe hết. Cam kết với chị là hoàn toàn không tai nạn đâm vai cả. Sơn zin còn rất là nhiều luôn. Sơn xi màu đen. Đấy, sơn xi màu đen anh chị nhá. Rất là bóng luôn. Thì mẫu xe mẹt E240 này đang được bên em bán mức giá là 255 triệu, bao rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc anh chị nhá. Sơn xi rất là đẹp luôn. La răng của nó là la răng của form mới, form 2004-2005 anh chị nhá. Cái bộ mâm đúc của nó này, bốn bánh chỉnh, bốn bánh phanh ABS chống bó cứng luôn. Xe thì đây các bác nhìn thấy nội thất của nó này, nội thất da nguyên bản theo xe ấy, da xịn, da zin anh chị nhá, cứng cực kỳ cứng luôn. Đấy, không báo, không có một cái lỗi gì luôn, không xước xác nhá. Túi khí 6, túi khí an toàn quanh xe luôn. Đấy, nội thất này, nội thất da chị nhá, ghế chỉnh điện như ghế ba vị trí. Đấy, các bác nhìn ghế này, đấy các bác nhìn nhá, đó, hoạt động bình thường, từng chi tiết điện, từng chi tiết gọi là từng chi tiết nhỏ nhất anh chị nhá. Đấy, cam kết với chị là hoàn toàn không tai nạn đâm va này. Máy zin, số zin luôn, rất là chất. E240 sản xuất năm 2003, tên tư nhân biển Hà Nội, gốc Hà Nội từ đầu luôn. Đấy, da zin nguyên bản này, đó, những cái rèm che nắng này các bác nhé, nguyên bản nhé, không hề rách này, không hề mất luôn. Đó, đây là gạt tàn thuốc lá này, bốn kính chỉnh điện auto anh chị nhá. Da xịn đấy, da nguyên bản theo xe anh chị nhá, giá chỉ có 255 triệu đấy. Cái này thì hầu như là chưa bao giờ bỏ ra này. Đấy, sổ sách vẫn còn nguyên bản trong này này, rất là hiện đại luôn. Xe 4 luồng điều hòa riêng biệt nhé, 4 luồng điều hòa riêng biệt và có gọi là điều hòa tự động đấy ạ. Đấy, tì gối này, hoặc là cái rèm che nắng đằng sau. Sơn xi rất là đẹp luôn. E240 anh chị nhé, tên tư nhân về Hà Nội, nội thất. Đây phần khoang cốp của nó nhé, rất là rộng rãi luôn. Lốp dự phòng này, bình ắc quy mới thay này. Đấy, đồ nghe kích lốp đầy đủ hết anh chị nhá. Đây là cái cảnh báo an toàn khi chúng ta gặp sự cố ở đường, chúng ta hạ xuống này. Đấy, dàn lốp của nó anh chị nhá. Đây, dàn lốp của nó còn khoảng 98%. Bốn quả lốp mới thay. Đấy, bốn quả vỏ mới thay anh chị nhá. Trước sau là như một luôn. Đấy, mẫu xe này về anh chị sẵn sử dụng thôi, không phải là bất kỳ một hạng mục gì cả. Sơn xi bóng nhẫy luôn. Trang bị là bốn kính chỉnh điện này. Đấy, gương kính chỉnh điện này. Nhớ ghế ba vị trí nhá, gương cụp xe đầy đủ này. Cốp mở điện, đấy, ghế chỉnh điện các bác nhá. Nhớ. Những chi tiết nhỏ nhất vẫn còn dùng được này. Đấy, rất là ok. Xe order được 14 vạn anh chị nhá. 14 vạn này, túi khí này, đèn auto, rửa đèn đầy đủ. Đấy, anh à, vợ ấn nội em lúc này nhá. Khi nào em bảo ấn thì ấn nhá. Đấy, vợ ấn đi. Đấy, rửa đèn đấy. Lại hơn nữa. Đấy, rửa đèn hoạt động bình thường. Xin cảm ơn.
tất cả nguyên bản hết. Đấy, vô lăng của nó chỉnh điện nhá. Đấy, vô lăng của nó này chỉnh điện cho đúng tư thế anh em mình thích luôn. Đó, đây là ga tự động này, cruise control lim ở đây này. Đấy, điều hòa rất là mát luôn. Đầu CD 6 đĩa vẫn hoạt động bình thường anh chị nhé. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Và có một đầu CD ở ngoài nữa. Nên tổng con này là 7 đĩa. 7 đĩa âm thanh của nó nghe rất là hay luôn. Các bạn nhìn ra tắp lô tắp ly rất là đẹp này, giá chỉ có 255 triệu thôi. Em bao rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc cho các bác. Đấy, xăng thì đang, nếu mà còn từng đây xăng nữa thì chúng ta có thể đi được 374 cây nữa nhá. Xe OR 14 vạn xịn này, không hề báo một lỗi nhỏ đâu anh chị nhá. Đấy, rất là nhiều những tính năng rất là hay. Nội thất này, các bác nhìn này, tất cả trong nội thất này là da và lỉ nguyên bản theo xe anh chị nhá. Đấy, ghế da ghế lỉ này, dày quịch luôn, da nguyên bản đấy ạ. Đây các bác nhá. Đấy, không hề bong chóc hay rách gì cả. Nguyên bản hết. Dưới này là sàn nỉ này, cái sàn để chân là theo xe luôn. Đấy, sàn nỉ nguyên bản hết đấy chị nhá. Đây, khoang máy động cơ đây, máy zin số zin luôn. Đấy các bác nhìn nhá, khoang máy rất là sạch sẽ luôn. Lỗ không rung giật mà không được một đống tiếng động lạ luôn anh chị ạ. Đấy, nguyên bản hết 100%, không hề tai nạn đâm vai nhá. Tất cả góc mép này các bác nhìn này. Đấy, nguyên bản nhá, đằng đằng trước này. Đó, nguyên bản nhá. E240 động cơ 2.5 V6 số tự động, sản xuất năm 2003, tên tư nhân biển Hà Nội. Cam kết với anh chị là máy zin số zin, hoàn toàn không tai nạn đâm vai cả. Cái cỗ máy của nó rất là hầm hố luôn và chạy cái dòng này rất là sướng anh chị nhé. Đây một con xe nguyên bản từng chi tiết một. Nước máy ra của nó rất là đẹp luôn, đó nhiều. Bác nào quan tâm với con E240 này thì alo cho em nhé. Số điện thoại là 0358286286 nhé. 255 triệu đồng, bao rút hồ sơ vận chuyển toàn quốc. Cái mẫu mệt E240 này anh chị nhé. Rồi, hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn trong những video sau.